em đang đi làm trọng tài. Trận thi đấu ở giải ba heo thứ nhất, đô Nguyễn Doãn Dũng giữa phối hợp Đông Anh gặp cho Trần Văn Vũ của Hà Tây khối nhanh theo và dưới hai đô. Bà hôm nay về nhà đấy. Ba đô này đều là nhìn cân đấy. Trận đấu tiếp tục. Đình cảnh đâu, đình cảnh vào phá cho Văn Dũng đi. Xin mời idol và dưa sấy. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến đúng là miếng của khối đỏ. Nhưng mà ngược lại thì là đô khối xanh đã thắng đô Trần Văn Vũ của Hà Tây đã nhất thắng ở giải ba. Đề nghị quý khán giả đại biểu cho một chào hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Mừng đô Trần Văn Vũ đến từ phía Hà Tây đã chuyển ưu thế thành chiến thắng trước đô Nguyễn Doãn Dũng đến từ
Đông Anh, Hà Nội. Hiện nay ở giải nhất tôi vô thế sao? Của đây khố đỏ đã nhất thắng. Đô Nguyễn Tiến Công của Đông Anh khố danh theo 12 đô vào sới. Hai đô xe đài. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Quý vị và các bạn đang theo dõi cao dài ngoài rồi, mọi người vào giữa suối.
Nghe trong vai sửa lại trang phục. Công không ăn. Vâng, vừa rồi trọng tài phát danh Lê Minh Quân sẽ thưởng nóng đô Nguyễn Tiến Công khối xanh, nếu thắng đô khối đỏ 2 triệu đồng trận này, nếu mà thắng là thưởng đô Nguyễn Tiến Công 2 triệu đồng. Và ông Nguyễn Công Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Vật Yên Thường, thưởng nóng tiếp 1 triệu nữa bằng 3 triệu nếu mà đô Nguyễn Tiến Công thắng đô khối đỏ. Bằng giải, bằng giải Kinh Bắc. 2 đô vào giữa giới, trận đấu tiếp tục. Công mà phá giải, nếu thắng tổng số hai đô giữ thế, hiện tại đang là 3 triệu. Nếu quyết định giành thắng của Trần Văn Vũ từ sớm hay rất là nóng, nhưng mà thật ra là ở vật thì nhất lực nhì tài, và vừa rồi chúng ta đã chứng kiến đô Trần Văn Vũ của Hà Tây khối đỏ đã như thắng ở giải ba. Đô Trần Văn Vũ C và Thành Tây đã xuất sắc giành chiến thắng trước đô Nguyễn Tiến Công đến từ C và Đông Anh Hà Nội. Đô Trần Văn Vũ có thể hình rất đẹp và là một đô vật rất tài năng. Hiện nay ở giải của thanh niên quê hương Đình Bảng, đô Ngô Văn Chiến của Trung Hòa đã nhất thắng. Mời mời đăng ký đô của quê hương Đình Bảng và đăng ký thi đấu với đô Ngô Văn Chiến. Ở giải tiểu đô, đô Nguyễn Thanh Tuấn của Sóc Sơn đã